Gia đình là tổ ấm của tất cả chúng ta, là nơi chúng ta có thể chia sẻ yêu thương, là nơi mà các cha mẹ có thể thoải mái thư giãn cùng với con cái của mình sau một ngày làm việc vất vả. Và hãy lắng nghe lời của con trẻ nói để xem con trẻ nghĩ như thế nào về ba mẹ của mình. Tất cả sẽ có trong chương trình Con Biết Tốt. Xin được chào đón hai gia đình và chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với Con Biết Tốt. Chúng ta sẽ làm quen với gia đình đầu tiên, gia đình của bé Huỳnh Gia Bảo 13 tuổi và bé Huỳnh Hoa Bảo Tiên 10 tuổi. Chào hai con. Chào chú. Chào chú. Trời ơi, con 13 tuổi mà chú tưởng con như ông già vậy đó. Chào chú. Ở nhà Gia Bảo có nickname là Nhâm Nhi. Cái tên sao nghe muốn đi nhậu vậy con? Cái tên nghe là muốn xỉn rồi hả chú? Dạ, tại hồi đó con sinh hiếu tháng, này con nhỏ, cho nên ông nội con đặt Nhâm Nhi. Lại thường ngày ông nội con hay nhậu, ông nội Nhâm Nhi, Nhâm Nhi. À, ông nội nhậu Nhâm Nhi, thành ra đặt tên con là Nhâm Nhi. Nha. Còn bé Bảo Tiên ở nhà có tên là... Cuốn. Cuốn, con biết con Cuốn là con gì không? Rắn chó. Ba mẹ sao đặt tên con là Cuốn vậy? Dạ tại con tuổi chó. À thì ra là như vậy. Nhà con có nuôi con Cuốn nào không? Dạ có, nuôi chết luôn rồi. Ba mẹ của hai bé là anh Bảo Cường với chị Ngọc Yến. Xin chào anh chị. Anh Bảo Cường là một gương mặt cũng không xa lạ gì với khán giả, đặc biệt là những ai mà thích cảm giác mạnh. Dạ, thôi anh Cường tự giới thiệu về mình đi ạ. Mình tên là Bảo Cường, mình là diễn viên xiếc, và đây là Bảo Yến, vợ của Bảo Cường. Còn bây giờ thì mình sẽ đến thăm nhà của bé Cuốn và bé Nhâm Nhi. Xin chào chương trình Con Biết Tốt. Con tên là Bảo Tiên, năm nay con 10 tuổi. Tính tình của con hơi dữ, nhưng mà ở nhà con xinh đẹp, dễ thương. Con thấy anh hai con á thì hơi ở nhà hơi chảnh, nhưng mà có lúc á thì anh hai cũng dữ giống con, nhưng mà không dữ bằng con. Con tên là Huỳnh Gia Bảo, năm nay con 13 tuổi. Tính tình con hiền, là đẹp trai, đẹp hơn em hơn nhiều. Đây là phòng ngủ của gia đình con, nhà con hơi nhỏ, cho nên ba mẹ và hai em con đều ngủ chung. Chỗ nhỏ thì ngủ bé Tiên ha, bé Cuốn hay đạp con, tối đang ngủ thì đạp đầu con. Ngủ chung ba mẹ được vui, nhưng mà đôi khi ba mẹ chọc ghẹo, chọc lét, đá, thấy à. Vui, nhưng mà đôi khi khóc nữa, chị chọc hoài. Ba thì cũng đạp con, mẹ thì đạp anh hai, cứ đạp hai anh em con vậy, mà ba cứ ghẹo hoài luôn, không có chịu làm cái gì khác á, cứ đạp hoài. Đây là con khỉ nhà con, có lúc quá thì ba thì kêu mua khỉ, mẹ thì không đồng ý. Lúc la thì ba cãi quá trời luôn, mẹ cãi không lại cho nên mẹ đồng ý luôn. Khi tụi con chơi với nó thì nó cũng dễ thương. Tụi con cũng cho nó ăn dưa leo, salad với lại chuối. Nhưng mà khỉ có khi cũng dữ, cũng cào anh hai con luôn. Nó đâu cào anh hai, anh hai đánh không? Hôm bữa có con Tư nó cào anh á. Xạo. Nó cào Tiên. Cào anh á. Tiên. Anh. Vậy là cuối cùng giờ trong nhà mình chắc có mình mẹ là hiền nhất đó nha. Ba con giữ, em con cũng giữ, rồi con cũng giữ luôn vậy đó hả? Ở đây cũng hiền, nhưng mà hiền trong mấy người giữ. À, hiền trong mấy người giữ thôi, chứ là thật ra so với người khác là cũng là giữ hơn người, phải không anh? Chúng ta sẽ làm quen với gia đình tiếp theo. Có bé Vũ Văn Nhi 12 tuổi và bé Vũ Vân Anh 7 tuổi. Hai chị em xinh xắn dễ thương. Bé Vân Nhi ở nhà có tên là bé Na đúng không con? Dạ. Còn em con ở nhà tên là gì vậy? Dạ Nghe. Nghe. Nghe ơi Nghe. Dạ. Nghe nó kêu làm sao? Cà hơi. Nghe kêu nghe ọ. À, ba mẹ của hai bé là anh Vũ Nguyên Nam cùng với chị Nguyễn Thị Phương Thanh. Xin chào. Dạ, xin chào.
Nhà mình có hai cô công chúa dễ thương quá. Hai bé nhà chắc cũng không có quậy phá gì đâu phải không anh chị? Dạ có bé Nghé hơi nghịch, chị thì đầm tính ạ. Chúng ta đến thăm nhà của bé Na và bé Nghé nha. Xin chào chương trình. Con tên là Vân Nhi, tên ở nhà của con là Na, con 12 tuổi và đây là em con. Xin chào chương trình. Con tên là Vân Anh, năm nay con 6 tuổi. Ở nhà con tên là Nghé. Đây là bức ảnh của ca chủ mầm non. Hai mặt cũng dễ thương mà không có cười tươi. Lúc đó anh đâu có tự tin cho lắm đâu. Hồi tôi có dễ thương hồi tôi chạy mặt ú u à. Không có đâu, hồi xưa con dễ thương nha em con. Đánh một cái đi giờ đó. Đây là hồ cá của ba con nuôi. Ba con rất thích nuôi cá, nhất là cá rồng. Con thấy bình thường ba con nuôi không có nhiều cá gì hết trơn á. Tối đa là hai con cá. Cá rồng, biết dễ thôi. Trời ơi, con cá rồng này ba năm nuôi lâu rồi. Cá này mới bắt về mà. Biết hả? Để lượt ba nói nó nè. Mà không có biết thì đâu có nói. Em nói cho. Nói đi. Bỏ tay mình luôn. Là con cá rồng mà thì nó ăn con dế. Đây là cái hình cuối của ba mẹ con. Con thấy thì ba mẹ trẻ đẹp, bọn có hai đứa con lớn lên thì dễ. Con thấy mẹ là cư dân đẹp quá trời đẹp. Ba là chú rể mất trướng cũng đẹp. Thấy không có trẻ đẹp. Lúc đó ba còn cười tươi. Ý nghĩa nói bà già phải không? Không phải, mẹ cũng tạm được mà bụng mỡ. Bụng mỡ. Mẹ bụng mỡ tại vì mẹ sinh ra hai chị em mình. Nhưng đó là con nói thế rồi. Chị nếu mà con nói ở trên TV là con bị đuổi ra đó. Trời ơi. Trời con. Chị con đẹp. Ừ, dễ thương. Và dễ thương. Học giỏi và xinh đẹp. Nó phải vui lên rồi. Hồi xưa em con sinh ra da em con trắng lắm mà tự nhiên bây giờ đang thù lùi. Em con sở hữu thân hình thon gọn, nhảy cũng đẹp. Muốn đẹp cái gì, muốn đẹp. Ừ. Thì em nói lại nha, em con muốn xấu quắc à. Rồi, muốn đẹp đi. Rồi, em con muốn đẹp. Hát dở, đẹp. Con bó tay chị con phải đó. Trời ơi, hai chị em còn chút xíu hà nói chuyện nhau mà tưởng hai bà già 80 tuổi nói chuyện á. Chú cũng bỏ tay còn luôn đó con ơi. Vỗ tay cho hai gia đình nè các bạn. Chúng ta sẽ đến với vòng 1 của chương trình Con Biết Tuột.